5 chiếc iPhone đang rớt giá thê thảm ngay trong tháng 7 mà các bạn phải quất ngay lập tức. Và đó là 5 chiếc iPhone nào? Chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu ngay trong video. Nhưng mà trước tiên, mình hy vọng rằng nếu các bạn thấy video hay ho thú vị thì cũng đừng quên bấm follow kênh và thả like để ủng hộ mình nha. Bây giờ thì let's go! Sự giảm giá gây chấn động đầu tiên ngay trong tháng 7 đó chính là iPhone X. Có thể các bạn chưa biết, iPhone X cũ 99% phiên bản 64GB trong tháng 6 đã có giá bán là 7 triệu. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại, một chiếc iPhone X hàng line new 99% phiên bản 64GB chỉ đang có giá 6,5 triệu đồng, tức là đã giảm 500 ngàn. Và đây mới chỉ là giá bán của phiên bản màu đen. Nếu các bạn lựa chọn iPhone XS màu trắng hoặc là màu vàng thì giá bán nó sẽ nhỉnh hơn đôi chút. Phiên bản màu trắng sẽ có giá 6,7 triệu, còn phiên bản màu vàng sẽ có giá 6,8 triệu. Các bạn nhớ lưu ý điều này. Cái tên số 2 đang nằm trong danh sách rớt giá thê thảm không ai không biết đó chính là iPhone 11. Vào tháng 6 thì iPhone 11 cũ line new bản 64GB đã có giá 8,9 triệu. Linh tinh thì cho vào tầm 9 triệu đi. Nhưng ở hiện tại chiếc máy này chỉ còn có giá 8,2 triệu mà thôi. Các bạn không hề nghe lầm đâu, nó đã giảm giá lên tới 700 ngàn. Là máy quốc tế, hàng chính hãng, line new 99%, chứ không phải là máy lock hay là máy 6, máy 95% các kiểu nha. Không hề có chuyện đó. Nhiều bạn sẽ thắc mắc là giá này bán ở đâu, thì hiện tại cả hai chiếc iPhone này đều đang có mặt tại cửa hàng Viettablet, bao hoàn tiền 100% trong vòng 7 ngày, bao đổ trả 30 ngày và hỗ trợ trả góp lãi suất 0%. Đường link mua hàng thì mình sẽ luôn luôn để phần mô tả cho các bạn. Chiếc iPhone thứ 3 cũng đang giảm giá không thua kém iPhone 11, đó chính là iPhone 12. Cách đây một tháng còn đang bán 12,7 triệu cho phiên bản 64GB, nhưng hiện tại chỉ còn có 12 triệu mà thôi, cũng giảm tới 700 ngàn. Nhiều bạn có hỏi mình là nên chọn iPhone 11 giá khoảng 8 triệu hay là ráng 4 triệu xúc luôn iPhone 12. Câu trả lời đó là nếu ráng được thì nhất định phải ráng các bạn nha. Còn iPhone 12 này nó đúng kiểu tiền nào của nấy, mọi thứ đều ăn đứt iPhone 11, từ ngoại hình cho đến cấu hình, hiệu năng, camera, pin. Và chi tiết hơn nữa thì mình đã có so sánh trong một video. Ok, và đường link video này mình sẽ để ở phần bình luận cho các bạn. Cái tên số 4 đang giảm giá rất khủng khiếp đó chính là iPhone 12 Pro. Với mức giá hơn 17 triệu trong tháng vừa rồi thì dường như người dùng đã không quá mặn mà với chiếc iPhone 12 Pro này. Mình cũng vậy, quá chua các bạn ạ. Tầm đó thì ráng tí nữa lên luôn 12 Pro Max có phải ngon hơn không? Chính vì vậy mà trong tháng 7 này iPhone 12 Pro đã có một pha flop đi vào lòng người khi mà nó đã rớt giá lên tới 700 ngàn. Hiện tại chỉ còn lại 16,4 triệu mà thôi. Mặc dù vẫn đắt nhưng mà cái con số 16 nghe nó vẫn đỡ sang chấn tâm lý hơn con số 17 đúng không? Và iPhone 12 Pro thì không có phiên bản 64GB, cho nên đây sẽ là giá bán hiện tại của 12 Pro 128GB các bạn nha. Máy line new đẹp keng sờ beng. Con này vừa mới ra mắt cho nên tất cả mọi thứ bên trong lẫn bên ngoài đều rất đẹp, không có gì đáng lo cả. Và cuối cùng chính là iPhone 12 Pro Max. Đảm bảo với các bạn, tháng trước nhắc tới 12 Pro Max là ai cũng phải sợ, hơn 20 củ cho một chiếc điện thoại. Nhưng bây giờ thì chúng ta đã đỡ sợ hơn khi mà nó đã giảm bớt 600 ngàn và chính thức nằm trong danh mục sản phẩm dưới 20 triệu, ok chưa? Đó là 5 chiếc iPhone cũ hàng line new. Nếu các bạn kinh tế dư dả hơn, thích đập hộp bóc tem các kiểu thì dòng iPhone 13 chắc chắn đang chờ đợi các bạn. Bởi vì dòng máy này nó cũng đang giảm giá rất mạnh, thậm chí là giảm giá gấp đôi so với những con iPhone vừa rồi. Ví dụ như iPhone 13 hàng chính hãng VNA mới 100%. Tháng trước các bạn có thấy ai bán con này với giá dưới 20 triệu không? Chắc chắn là không rồi. Vậy mà tháng này nó chỉ còn có 18,5 triệu mà thôi các bạn nha. Giảm tới 900, gần 1 triệu bạc, u lạc trời. Tiếp theo là iPhone 13 Pro cũng chính hãng VNA mới full box nguyên siêu, cũng vừa mới rớt đâu đó 1,9, gần 2 triệu. Hiện tại chỉ còn có 23,7 triệu mà thôi. Và iPhone 13 Pro Max cũng không thua kém gì, giảm 1,3 triệu, hiện tại chỉ còn 26,4 triệu. Quá ngon lành đúng không nào? Và phân khúc trên 30 triệu chắc chắn sẽ được iPhone 14 thay thế và thống trị trong vài tháng sắp tới. Cho nên với tình hình giảm giá hiện tại, các bạn nên xúc liền ngay và lập tức, chứ để dây dưa sang tháng sau người ta hết hàng thì nó tăng giá trở lại to ngay. Như vậy là 5 chiếc iPhone đã giảm giá siêu khủng gồm những gì nào? iPhone XS, iPhone 11, 12, 12 Pro, 12 Pro Max, và trong đó có cả dòng iPhone 13 mới đập hộp nguyên siêu. Đường link mua hàng tất cả mình sẽ để ở phần mô tả và phần bình luận cuối video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.